Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Lát Radio Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 266 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Thì hôm nay Lát trốn lên hình một bữa nha Lâu lâu chìm một bữa đi Rồi, nếu mọi người mà thấy hay thì hãy ủng hộ tinh thần của Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video Còn nếu bạn nào có điều kiện có thể ủng hộ cho Lát thông qua các hình thức như là ví Momo, Paypal hoặc là địa chỉ ngân hàng Để cho Lát có tiền trà sữa các thứ Rồi, Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Hai ngày sau, trên trời cao phía chân trời đột nhiên có một đóa bạch vân đang phi hành rất nhanh. Trên đó bạch vân này đang có hai người đang đứng. Đó là một phụ nhân và thiếu nữ châu nhi nọ. Trên lưng thiếu nữ này vẫn đang mang theo cây đại cung màu vàng và ba cây bạch cốt tiễn. Còn trên tay phụ nhân thì cầm một cái hộp ngọc màu đỏ thẳm. Một lát công phu sau, hai người dừng lại trên không, đứng lơ lửng bất động người nọ thì ra là ở đây tựa hồ đã bày ra cấm chế gì đó Hừ, người này vẫn hoàn toàn không yên tâm đối với chúng ta đôi mắt đẹp của châu nhi nhấp nháy hiếu kỳ nhìn xuống phía dưới dò xét vài căn nhà gỗ rồi ánh mắt lập tức tập trung vào một căn phòng trong đó được bạch quang bao phủ trong mũi hừ một tiếng hàng tiên sinh pháp lực bị hao tổn hơn nữa đối với chúng ta lại không có thăm giao nên làm như thế cũng không có gì kỳ quái cả nếu đổi lại trong tình huống trốn tránh này mà lại không có bất kỳ cấm chế nào thì ta lại có chút kỳ quái đó Phụ nhân khẽ cười một tiếng tỏ vẻ không e ngại Rồi lập tức nàng khu động Bạch Vân Lập tức đem hai người hạ xuống Hàng tiên bối Thiếp thân đã mang liệt dương đang đến đây Mong được gặp qua tiên sinh Phụ nhân hướng về phía cửa phòng thi lễ Ung dung truyền âm nói <laughs> Nguyên lai like là hỏa đậu hữu Hàng mẫu không tiện đứng dậy mà đón chào Mời đậu hữu đi vào nha Thanh âm của một nam nhân Từ trong phòng nhàn nhạt truyền ra vừa dứt lời mà bạch quang lóe lên thoáng một chút đã tan đi đồng thời cửa phòng từ từ mở ra phụ nhân thấy tình hình này thì cũng không hề chần chờ lập tức mang theo thiếu nữ cùng nhau đi tới tiến vào trong cửa hả đây là phụ nhân sau khi tiến vào trong phòng thì có nhìn lướt qua sau đó trên mặt bỗng nhiên khẽ biến đổi lộ ra vẻ giật mình trên đầu một cái giường gỗ ở trong phòng đang có hai gã hàng lập cùng ngồi song song một tên trong đó đang mỉm cười nhìn bọn họ một tên khác thì mặt không biểu tình nhắm chặt hai mắt. Thiếu nữ cũng khẽ giật mình, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ, ánh mắt quét qua trên người hai gã hàng lập này, nhưng cũng không biết có phát hiện ra cái gì hay không. Đạo hữu mời ngồi, vị này chính là... Tên hàng lập mở mắt kia chỉ vào một cái ghế nói, đồng thời lại nhìn thiếu nữ này liếc mắt một cái lộ ra một tia thăm hỏi. Đây là tiểu nữ Bạch Châu Nhi, trước kia một mực ở bên ngoài tu luyện, hai ngày trước vừa mới quay về trong tộc, Phụ nhân vẻ mặt mang theo một tia kính cẩn trả lời, đồng thời thân niệm hướng tới trên người hai gã hàng lập mọc quét qua một cái, trong nội tâm nhất thời thầm giật mình. Hai gã hàng lập này tuy có một gã khí tức rất yếu, một gã thì khí tức mạnh hơn, nhưng cả hai nàng đều vô pháp khám phá ra tu vi cảnh giới. Trong khi đó, hết lần này tới lần khác, hai người vô luận là về phục sức hay tướng mạo đều tuyệt đối độc nhất vô nhị. Điều này làm cho trong lòng nàng có chút sợ hãi tuy nhiên bên ngoài có thần thông hóa thân thuật điều này nàng cũng đã nghe nói qua nhưng cũng không phải là một tên tế tư của một chi nhánh tiểu tộc như nàng có thể học được nhưng chỉ dựa vào một điểm này đã có thể khẳng định thần thông của đối phương không phải bình thường lúc này có nên để cho thiếu nữ tiến hành thử hay không điều này làm cho nàng có chút do dự bất định đúng lúc này thiếu nữ châu nhi kia lại thước tha tiến lên một bước xông tới phía hàn lập thi lễ đồng thời ngon ngọt cười nói Châu à, nhiên nghe gia mẫu nói là trong tộc mới có một vị thượng tộc tiền bối đến Cho nên đặc biệt đến bái kiến một lần Mong tiền bối ngàn giận lần không nên trách tội Nguyên lai là, là thiên kim của hòa đạo hữu Tuổi còn trẻ như vậy mà tôi gì đã cao vậy rồi Thật sự là đáng chúc mừng đó nha Vị hàng lập mở mắt nọ cười hăng hắc Rồi thuận miệng tán thưởng hai câu Đâu có chứ Điểm thù gì ấy của tiểu nữ đâu có đáng gì để tiền bối để trong mắt chứ Đúng rồi Không biết tiền bối trong này có chỗ nào không quen không vậy nếu có chỗ nào không ổn thì cứ giật nói ra đi Giảng bối lập tức đổi cho tiền bối một chỗ ở khác Phụ nhân tạm thời đem tâm tư trong lòng bỏ qua Trên mặt tươi cười nói ra Chỗ này linh khí không tệ đó Không cần phải phiền toán vậy đâu Giật trong tay đạo hữu chỉ là liệt dương thần đang sau Vì hàng lập nọ không nói thêm gì Mà nhìn chăm chăm vào cái hộp ngọc màu đỏ sẫm Trong tay phụ nhân Có phần cảm thấy hứng thú nói Không sai, đúng là nó đó đan dược này là do đại tế ti đời thứ nhất của tộc ta tại phụ cận hải dược chém giết một trận mà lấy được. Phu nhân đem cái hộp ngọc nâng lên, sau đó tươi cười thừa nhận nói, đồng thời cũng giới thiệu sơ qua về lai lịch của viên đan dược này. Trong lòng hàng lập tuy cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn bất động thanh sắc, lặng lặng nghe tiếp. Đúng lúc này, thiếu nữ đứng một bên trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Hai bàn tay nhỏ giấu ở trong tay áo, đột nhiên trên một tay xuất hiện một mảnh lá xanh biếc dị thường. Còn tay kia thì đột nhiên niết nấn một cái pháp quyết cổ quái Lập tức một cổ thần niệm vô hình nhắm hướng hai gã hàng lập lặng yên và đánh tới Nhưng hai gã hàng lập phản ứng hoàn toàn bất đồng Gã hàng lập hai mắt nhắm nghiền thì vẫn đang không chút cử động Phản phất như không nhận ra cái gì, tỏ vẻ không có việc gì xảy ra Nhưng thiếu nữ dùng bí thuật thúc dục thần niệm rơi trên người hàng lập Lại cảm thấy phản phất như là rơi trên một vật chết Cũng không phát giác bất luận là cái gì thần niệm chấn động trên người đối phương trong lòng thiếu nữ khẽ giật mình không khỏi cảm thấy kỳ quái cái loại tình hình này không biết là do đối phương biết một loại bí thuật không thể tưởng tượng nổi có thể đem thần niệm của chính mình triệt để che đậy hoặc đối phương thật sự chỉ là một cái nhục thân mà thôi chưa đợi nàng hiểu chuyện gì xảy ra thì kết quả thần niệm dò xét một vị hàng lập khác lại khiến cho thiếu nữ thần sắc đại biến đột nhiên mở miệng khẩn cấp hớp hớp vài cái trên mặt thoáng một chút đã tái nhợt không còn chút máu nào thần niệm của nàng thúc giục đến gần thân thể đối phương thì phản phất như tiến vào trong một cái vòng xoáy khổng lồ tất cả thần niệm thoáng một chút không tự chủ được mà nhắm thẳng hướng thân thể đối phương mà bị cuốn vào lần này làm cho thiếu nữ kinh hãi hồn phi phách tán vội vàng đem bí thuật thu lại điên cuồng thu thần niệm của mình về tuy nhiên thần niệm nhìn như không có cách nào cứu trở về lại rất dễ dàng được nàng thu trở về cũng không gặp chút trở ngại nào điều này làm cho thiếu nữ khẽ giật mình mà đúng lúc này cái vị hàng lập đang nói chuyện nãy giờ dùng ánh mắt lại liếc một cái nhìn thiếu nữ trong ánh mắt lộ ra một vẻ giống như cười mà cũng không phải cười thiếu nữ nhìn thấy vậy thì cái miệng anh đào nhỏ nhắn hé ra có chút không biết phải làm sao thoạt nhìn quẩn bách dị thường phụ nhân tự hồ đối với việc này hết thảy không phát giác ra chút nào trong miệng lại tiếp tục nói giới thiệu với hàng lập về đan phương liệt dương thần đan cùng một số vấn đề kiên kỵ khi sử dụng rồi liền đem một cái hộp ngọc màu đỏ dâng lên cho hàng lập Hàng Lập nghiêm nghị cảm ơn một tiếng Rồi mới khẽ vẫy tay một cái Đem cái hộp ngọc thu vào trong tay Kế tiếp là phụ nhân không hề muốn nán lại lâu Thập phần thức thời Nói ra lời cáo từ Rồi lôi thiếu nữ đứng bên cạnh Thần hồn vẫn còn có chút kinh hãi bất định ra khỏi phòng Đệ hồn Người cũng đáo để thật đó Như thế nào lại vô duyên vô cớ hù dọa cho nhà đầu kia nhảy dựng lên vậy Vì Hàng Lập ngồi nhắm mắt một bên Sau khi phụ nhân và thiếu nữ vừa lui ra thì đột nhiên dương đôi mắt nhàn nhạt, nhạt nói một câu tiếp theo đó hắn vung tay lên cả căn nhà gỗ lập tức bị bạch quang bao phủ bên ngoài <laughs> Chỗ nhân nè nhà đầu kia lá gan không nhỏ đấy nha tôi gì bất quá chỉ có kết đan kỳ thôi mà cũng dám dò xét chủ nhân nên ta tự nhiên muốn làm cho nàng biết khó mà lui rồi một gã hàng lập khác khách khí cười hì hì trả lời lập tức cái gã hàng lập này trên người hắc quan chợt lóe lên hình thể coi rụt lại rồi hóa thành một con hắc tiểu hầu con khỉ nhỏ này thân hình nhảy chồm lên, nhảy lên trên đầu vai của Hàng Lập, rồi có chút nịnh nọt, đem cái hộp ngọc dâng lên trước mặt Hàng Lập. Hàng Lập mỉm cười lắc đầu, cũng không nói thêm cái gì, đem hộp ngọc nhận lấy. Đệ hồn từ sau khi linh trí sơ khai tại Thiên Uyên Thành, lại được Hàng Lập đem các loại tri thức và điển tịch trong thần thức của hắn rót vào. Sau một thời gian dài dần dần tiêu hóa, thì ngay cả thân hình cũng biến thành giống hình dạng của hắn, càng ngày càng không cách nào phân biệt được thiệt giả. Hàng lập đem hộp ngọc nhẹ nhàng mở ra Một phiến hồng hạ phát ra Mang theo một cổ nhiệt khí ập tới trước mặt Khiến cho hắn phản phất như là đang ở cạnh lò nướng Hàng lập không kinh sợ Mà còn lấy làm mừng Nhưng ngưng thần nhìn lại Chỉ thấy trong cái phiến hồng quang Có một viên đan dược to cỡ ngón tay cái Phía trên có xích mang chói mắt chớp động không thôi Đây là liệt dương thần đan sao Quả nhiên có chút kỳ lạ đó Hàng lập thì thào nói một tiếng duỗi hai ngón tay ra không chút hoang mang nhằm hướng hợp ngọc tiến vào một tiếng vang nhỏ khi hai ngón tay vừa mới tới gần viên đan dược thì trong nháy mắt có một đoàn xích diễm phóng ra thoáng một chốc đã đem bàn tay của hàng lập bao trùm trong đó nếu là tu sĩ bình thường thì chỉ sợ lần này đã bị ngọn lửa quỷ dị làm bỏng không nhẹ nhưng hàng lập hôm nay thân thể cường hành tự nhiên không xem cái điểm ngọn lửa ấy vào đâu trên ngón tay ngay cả tia sưng do bị phỏng cũng không xuất hiện rồi liền đã đem cái viên châu kẹp trong tay. Đề hồn ngồi sớm trên đầu vai của Hàng Lập, hai tròng mắt cũng nhìn chầm chầm vào viên châu, chớp chớp không ngừng. Bộ dạng tựa hồ đối với cái viên thuốc này cũng cảm thấy rất hiếu kỳ. Hàng Lập ánh mắt chớp động nhìn chầm chầm vào viên thuốc này. Sau một lúc lâu, trên mặt hiện ra vẻ đánh giá. Nếu như lời phụ nhân nói thì viên thuốc này có tính hỏa chút vô cùng bá đạo. Quá trình và thủ tục sử dụng cũng thập phần phức tạp. Hơn nữa cũng chỉ cần không cẩn thận là dễ dàng bị thuốc cắn trả, theo đó mà bị thiêu cháy. Tốt nhất là trước tiên dùng đại lượng hàng chút linh đan linh dược trung hòa viên thuốc này, sau đó mới dùng là tốt nhất. Đúng vậy, hắn tin tưởng cảm thấy trong viên thuốc này chứa cực hỏa chi lực rất là lớn, thực sự là không nhỏ, nếu cứ như thế mà dùng thì không khỏi có chút lãng phí. Trong lòng nghĩ xong, hàng lập không lưỡng lự há miệng phun ra một đoàn hỏa cầu màu bạc. Đúng là phệ linh thiên hỏa, ngọn lửa này kêu phanh một tiếng rồi thoáng một cái hóa thành một đầu hỏa điểu màu bạc to cỡ nắm tay bay quanh hàng lập mấy vòng hàng lập nhướng lông mày ngón tay khẽ nhúc nhích thoáng một chút viên châu màu hồng đỏ thẫm trong tay chậm rãi bay ra trong miệng hỏa điểu màu bạc lập tức kêu lên một tiếng thanh minh hai cánh mở ra rồi lập tức nhào tới cái chỗ viên châu ở trên sau một khắc ngọn lửa màu bạc liền đem liệt dương thần đan triệt để bao vây vào trong đó bên kia cách quả núi nhỏ hơn mấy chục dặm phía trên bầu trời phụ nhân và thiếu nữ đang khống chế bạch vân phi động đi đột nhiên bạch quang chợt lóe lên Đói bạch vân thoáng một chút tự nhiên chậm lại hai hey, châu nhi nào thân niệm con có bị hao tổn gì không vậy phụ nhân khẽ thở dài mở miệng hỏi mẫu thân à con không sao con chỉ bị một chút kinh hãi thôi thiếu nữ hiển nhiên có chút nghĩ lại mà sợ không thôi miễn cưỡng cười nói thiếu nữ hai mắt đỏ lên Tựa hồ muốn nói cái gì đó nữa, nhưng phụ nhân lại tựa hồ như không muốn nói cái gì nữa. Hai tay bấm pháp quyết, Bạch Vân với bàn chân sau khi quay cuồng một cái thì lập tức đem hai người bao phủ vào trong đó. Lập tức Bạch Vân hóa thành một đoàn Bạch Quang bắn đi, không lâu sau đã biến mất vô ảnh vô tung nơi chân trời. Nhà gỗ nhỏ dưới chân núi, được bao phủ ở trong Bạch Quang từ sau khi phụ nhân và thiếu nữ rời đi thì liên tiếp trong 10 ngày sau vẫn chưa mở ra lần nào nữa. Lúc này sự đề phòng trên hỏa vân đảo đã trở nên xâm nghiêm gấp mấy lần. Chẳng những hỏa dương tộc xà nhân trên đảo không hề rời đảo đi săn thú hay tìm kiếm tài liệu, mà hơn 10 vạn tộc nhân tất cả đều co cụm lại ở trong thổ thành. Mà mấy tòa đại hình cấm chế ở trong thành cũng không tiếc linh thạch mà đều mở ra. Tường đất nguyên bản nhìn như không chịu nổi công kích nhất thời được ba tầng quần sáng sức hoàng lục bao phủ ở trong đó. Mà trong thổ thành còn có mấy ngàn xà nhân tinh nhuệ và một đám võ trang hạng nặng thay phiên nhau tuần tra các nơi ở trong thành. Mà ở chỗ trung tâm thành, tất cả các tế tự của hỏa dương tộc đều tề tụ cùng nhau dưới sự dẫn dắt của phụ nhân cùng thiếu nữ cả đám đều kéo đến đại điện ngồi xuống nghỉ ngơi dưỡng sức đại điện này đồng dạng cũng được một tầng ngũ sắc quan hà bảo phủ ở trong đó tựa hồ có một sự huyền diệu khác mà nơi phát ra ngũ sắc quan hà rõ ràng là cái pháp khí hình nón ở giữa sân kia về phần đám xà nhân bình thường trong thổ thành đã được cao tầng trong tộc phân phó nên rất ít khi xuất môn đại bộ phận đều ở trong nhà không ra dưới sự đề phòng như thế làm cho cả thủ thành bất giác sinh ra một cổ sát khí kinh người. Một ngày, trong đại điện, phụ nhân, thiếu nữ cùng đám tế tự của liên quan đang ngồi tĩnh dưỡng thì bỗng nhiên có một âm thanh thản nhiên trực tiếp xuyên qua cấm chế, vang vọng vào trong đại điện nói. Hỏa đầu hữu, tại hạ đã luyện hóa xong đang dường mà xuất quan, xin mở cấm chế cho hàng mẫu tiến vào. Thanh âm đàm thoại này đúng là thanh âm của hàng lập. Vừa nghe thấy thanh âm này, đám tế tự áo bầu trắng ở đây đều xôn xao một trận ngay cả phụ nhân vẻ mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ nếu nói nàng lúc trước không lo lắng việc hàng lập hủy ước thì tự nhiên là có chút giả dối nhưng lúc này nguy cơ diệt tộc đang như lửa xém lông mày căn bản là không có lựa chọn nào khác cả chỉ có thể đem đan dược cấp cho đối phương thì mới có thể mượn một cánh tay đắc lực nếu không ngay cả một con đường cơ hội cũng không có lúc này có vẻ như nàng đã thành công hàng lập quả nhiên là không phải hàng người xuất ngôn phản ngữ Phụ nhân vui sướng một tay vừa lật chuyển Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái ngọc bàn màu hồng Một tay nhắm cái ngọc bàn điểm chỉ vài cái Ngũ sắc quan hà bảo vệ đại điện chợt lóe rồi nhất thời tách ra Để lộ ra một cái khe hở Nhưng chỉ trong mấy cái hô hấp Quan hà lại chợt lóe lên rồi hợp lại như lúc ban đầu Mà trong một khắc công phu này Chỗ cửa điện chợt có ánh kim quang lóe lên một đạo nhân ảnh quỷ dị đã hiện ra tại nơi đó và từ từ hướng vào trong điện không chút hoang mang tiêu sái đi đến. Bóng người này mặc thanh bào, khuôn mặt bình thường nhưng hai mắt bánh quang lưu chuyển, đúng là hàng lập. Khí tức của hắn so với hơn 10 ngày trước hoàn toàn bất động. Hiển nhiên dược lực của liệt dương thần đang hoàn toàn bất phàm Đã tại thiên sinh đã đến tương trợ, pháp lực của tiền bối đã được khôi phục rồi sao? Phụ nhân chủ động đứng dậy đón chào, nhiệt tình dị thường hỏi thăm, Thiếu nữ Châu Nhi kia mặc dù cũng có chút không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể chu miệng đồng dạng đứng dậy thôi. Điện Dương Đan này tuy rằng bất phàm đó, nhưng thương thế của tại hạ thực sự là không tầm thường rồi, mới chỉ khôi phục được 7 tám phần mà thôi. Bộ phận còn lại không phải là chỉ dùng đan dược là có thể chữa khỏi được. Bất quá nếu địch nhân của quý tộc mà không phải là quá mạnh mẽ thì ta có thể xuất ra một chút khí lực rồi. Hàn Lập mỉm cười nói, phụ nhân mới lúc đầu nghe nói pháp lực của Hàn Lập chưa khôi phục toàn bộ thì sắc mặt khẽ biến đổi một chút, nhưng sau khi nghe được khẩu khí tự tin của Hàng Lập thì trong lòng lại vui vẻ. Xem ra thần thông của đối phương hẳn là còn trên phỏng chừng của nàng, nếu không như thế nào lại có khẩu khí lớn như vậy. Trong điện có không ít tế tự hòa dương tộc đã từng gặp qua Hàng Lập, nhưng cũng có một số khác lại là lần đầu tiên nhìn thấy cái vị hàng tiên sinh này. Hàng Lập đã đến tự nhiên khiến cho họ vang lên một trận thảo luận khe khẽ. Hàng Lập không để ý đến đủ loại ánh mắt vui mừng lẫn kinh nghi ở hai bên, Hắn được phụ nhân nên đón tới ngồi bên cạnh. Sau khi khách phí vài câu thì liền nhắm mắt không nói thêm câu nào nữa. Ánh mắt của phụ nhân lạnh lạnh hướng sang hai bên đảo qua một vòng. Đám xạ nhân đang xì xào thảo luận lập tức cả kinh ngậm miệng lại. Các tòa đại điện lại hồi phục sự yên tĩnh như vào lúc nãy. Hàng lập lại cảm thấy một đạo ánh mắt vẫn đang thật cẩn thận nhìn vào mình thì hắn nhướng mày. Bỗng nhiên dương đôi mắt nhìn thấy một đôi sông nhãn đen dị thường Dĩ nhiên đây là Châu Nhi ngồi cạnh phụ nhân đang chăm chú nhìn lén lại đây. Vừa thấy Hàng Lập nhìn lại, trong mắt thiếu nữ nhất thời hiện lên vài phần kinh sợ và lập tức đem ánh mắt dời đi. Xem ra lúc trước khi tặng đang dược, một màn đầy hùng thú thiếu chút nữa đã đem thần niệm hút đi đã làm cho thiếu nữ này chấn kinh không nhẹ. Hàng Lập khóe miệng nhếch lên, trên mặt hiện ra một tia cười khẽ rồi lại khép hai mắt lại, sau đó âm thầm cân nhắc suy nghĩ về hết thảy mọi việc trước mắt cái viên liệt dương thần đan kia đã bị hắn dùng phệ linh hỏa điểu đem hỏa linh lực hấp thu hết theo đó liền bị hắn dễ dàng luyện hóa dược lực của đan dược này xem ra phụ nhân cũng không quá mức khuếch đại tuy rằng không có thể làm cho hắn lập tức hồi phục như thường nhưng xác thực là không phải đan dược trên người hắn có thể sánh bằng vô luận là tổn thương về máu huyết hay là thần niệm thực sự ở trong khoảng thời gian ngắn đã có thể khôi phục lại hơn phần nữa về phần khôi phục pháp lực cho dù không có đang dược tương trợ thì chỉ cần mấy ngày này cũng đủ cho hắn hoàn toàn phục hồi như cũ. Nếu linh đan của đối phương thật sự thần hiệu thì hàng lập tự nhiên sẽ không cố ý bội ước không đến. Hắn đã tiên dài đến luyện hư kỳ, hơn nữa nhiều loại thần thông đại tiếng nên cho dù có đụng tới tồn tại hợp thể kỳ cũng có lực tự bảo vệ nhất định. Cho nên đối với chuyện của hỏa dương tộc tự nhiên hắn không có gì phải sợ hãi. Nhưng bất quá cũng không biết là có phải là sự trùng hợp hay không mà hàng lập vừa đến chỗ này mới có nửa ngày thôi Thì địch nhân rút cuộc đã xuất hiện Một tiếng như động đất Thanh âm này bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng Thổ thành đồng thời vang lên Giống như có đại đàn quái vật Thân hình to lớn nhằm cái hướng thổ thành Mà chạy như điên mà đến Đám tế tự hỏa dương tộc nguyên bản Đang ngồi tĩnh tọa ở trong điện Cơ hội đồng thời lập tức đứng lên Trong đó hơn phần nữa đều biểu hiện Biểu tình cực kỳ khẩn trương tuy phụ nhân vẫn chưa để lộ ra tin tức cụ thể về ô la tộc nhưng lần này địch nhân rất là cường đại nên bọn họ cũng có thể đoán được vài phần nhưng biểu hiện của phụ nhân lại bình tĩnh dị thường cho dù cảm nhận được mặt đất chấn động không ngừng thì cũng chỉ là nhíu mày một chút hoảng cái gì mà hoảng chứ bản tộc sớm đã làm tốt toán sách rồi phía ngoài có ba tầng cấm chế phòng hộ ngay cả địch nhân thế mạnh thì cũng quyết khó mà nhất thời công kích được vào trong thành này trước tiên xem rõ ràng địch nhân là ai cái đã đến đây bao nhiêu người rồi nói sau phụ nhân ra uy trưởng lão bộ tộc lớn tiếng trách mắng hàng lập đôi lông mày vừa động cũng dương đôi mắt nhìn nhưng lại không chút thay đổi hắn đã trải qua rất nhiều đại trận giống như thế này nên việc trước mắt căn bản là không thể làm cho hắn phải động tâm mà lúc này tay áo bào của phụ nhân rung lên rồi đột nhiên trong tay xuất hiện một cái lệnh bài màu hồng nhắm người trung gian đại điện nhẹ nhàng khua lên một vòng nhất thời mặt ngoài lệnh bài hồng quang chợt lóe một đoàn hồng quang kích bắn ra lập tức chui vào bên trên mặt đất đại điện biến mất không thấy bóng dáng có âm thanh vù vù nổi lên một phiến vân hà màu đỏ trên mặt đất chớp động không thôi sau đó dĩ nhiên hiện ra một tòa pháp trận màu đỏ đậm ở trung tâm lại có một ngọn lửa đang quay cuồng lệnh bài trong tay của phụ nhân lại lay động nhanh vài cái thì ngọn lửa chỗ trung tâm chợt ngừng lại đồng thời hiện ra một viên xích tinh cầu đường kính đến một trượng tinh cầu này mặt ngoài trong suốt để lộ ra một hỏa diễm đang từ từ chuyển động bên trong tám gã xà nhân mặc áo bào trắng đột nhiên men theo hai bên đường đi ra khi đến cạnh pháp trận thì đồng thời ngồi xuống tiếp theo trong miệng lẩm bẩm hai tay thì liên tiếp đánh ra các đạo pháp quyết vào tinh cầu nhất thời trong pháp trận ánh lửa đại thịnh vô số ngọn lửa hóa thành vô số hỏa xà to cứ động ngón tay rồi đều chui vào trong tinh cầu một màn làm cho người ta giật mình xuất hiện chỉ thấy tinh cầu nguyên bản đang hồng lóng lánh mặt ngoài đột nhiên chợt lóe lên vài cái sau đó trong ánh lửa bỗng nhiên hiện ra hình ảnh trong hết sức sống động hình ảnh này quen thuộc dị thường rõ ràng là các nơi ở trong thổ thành đang xảy ra chuyện trong hình ảnh xuất hiện một đội xà nhân đang được võ trang hạng nặng đang hướng lên tường thành mà đi ngoài ra còn có một đội xà nhân cưỡi thằng lằn đang từ các nơi tụ tập lại trong đội ngũ ở đây có một số xà nhân địa vị cao trong miệng không ngừng quát lớn mặt mang đầy sát khí trong nháy mắt mấy ngàn xà nhân đã tập kết xong xem đến nơi đây trong mắt Hàng Lập hiện lên một tia kỳ lạ. Pháp trận và tinh cầu này cũng không tệ, nhưng thực ra thì cũng chỉ tương đương với vạn lung châu của hắn. Vấn đề là một cái hỏa dân tộc nho nhỏ mà cũng có cái vật huyền diệu này, điều này thật là có chút ngoài dự đoán. Đem cảnh tượng chuyển đến phía ngoài tương thành. Phụ nhân thần sắc âm trầm, trong miệng phân phó nói, thanh âm làm cho mặt đất rung rẩy càng lúc càng lớn, hiển nhiên cái đám quái vật này còn cách thổ thành không xa tám gã xà nhân phụ trách thúc giục tinh cầu mặc áo bầu trắng kia nhất thời đều gia tăng thúc giục pháp quyết trong tinh cầu các hình ảnh hơi mờ đi như bị một mảnh phiến hồng hà bao phủ một lát sau thì hiện ra hình ảnh mới rõ ràng đây là cảnh tượng bốn phía bên ngoài thành lúc này trời đã chạng vạn tối nên hình ảnh trong tinh cầu nhìn từ xa rất là hung ám chúng xà nhân đều ngưng thần chăm chú nhìn vào nhưng nhất thời đều không thể phát hiện ra cái gì nhưng hô hấp của đám xà nhân trong điện lúc này ai cũng không khỏi định trệ lại chỉ có hàng lập vẫn lạnh lùng nhìn hết thảy cảnh này biểu tình so với lúc trước cũng không có gì thay đổi mọi người chờ đợi không bao lâu thì mặt đất bỗng nhiên chấn động một chút âm một tiếng vang động rồi đột ngột yên tĩnh một cách quỷ dị không bao lâu sau hơn phân nửa xà nhân áo bầu trắng ở trong miệng phát ra âm thanh hít thực sâu một hơi lương khí một nửa khác thì sắc mặt đều đại biến chỉ thấy từ trong bóng đêm mờ mịt bỗng nhiên chui ra một đàn cự ngưu cao ước chừng bảy tám trượng thân dài vài chục trượng cả người mặc hắt lưng giáp mà ở trên lưng quái vật này lại có một cái bàn to như cái nhà bên trong đều có bóng người cao thấp bất đồng đang đứng mà trên lưng mỗi đầu cự ngưu đều có rất nhiều cái bành như vậy mà hình thể cự ngưu tuy rằng thật lớn nhưng giờ phút này lại đang chậm rãi mà đi dĩ nhiên cả đám giống như u linh một chút tiếng vang cũng không có phát ra từ từ tiếp cận tường thành thổ thành cái này hình như là ô giáp thú Chẳng phải phía trên chính là Một gã xà nhân áo bầu trắng Hai mắt trợn lên Có chút nói lấp bắp thì thào Ô lão tộc Điều đó không có khả năng Chúng nó đã sớm bị oa thị tộc chúng ta giữ sát sạch sẽ rồi mới đúng chứ Một gã xà nhân khác Với tình thế cấp bách lớn tiếng phủ nhận nói Đúng vậy đó Như thế nào có thể là tộc nhân này chứ Đúng rồi, chúng ta đã sống nên biến mất cách đây mấy vạn năm rồi mà Đám xài nhân áo bầu trắng bên cạnh dường như đều có thêm can đảm liên thanh đồng ý nói. Nhưng lúc này, bóng người trên lưng cự ngưu hoàn toàn thoát ra khỏi bóng đêm tiếp cận tường thành. Hình dáng mỗi người trên lưng đều có thể nhìn thấy rõ ràng, thì đám tế tự xài nhân đang nói chuyện nhất thời đều ngậm chặt miệng không nói gì nữa, vẻ mặt khó coi dị thường. Nhưng ảnh ở phía trên ô giáp thú, nửa người phía trên nhìn kỹ thì đúng là một nữ tử có làn da màu tím nhạt phai, hai mắt màu hắc lục, đám người này đều có tóc dài Thân mặc chiến giáp màu đen trong tay cầm các loại binh khí đen thui bộ dáng mi thành một tú vừa lúc này nữ tử ở phía trên ô giáp thú không tiếng động nhảy xuống nên để hiển lộ ra toàn bộ thân hình hàng lập nhìn về phía đó thì lập tức đồng tử chợt co rụt lại nữ tử này từ phần eo trở xuống rõ ràng là nửa thân con rết thân hình của nữ tử với hơn 10 cái chân thật nhỏ phối hợp nửa trên hình người cho dù là hàng lập khi nhìn thấy cũng không khỏi cảm thấy nổi lên một trận da gà Trong lòng hơi phát lạnh Đám dị tộc nữ tử này giống mỗi người đều đã được huấn luyện qua Chỉ tốn một khắc công phu đã sắp thành hàng chỉnh tề Trong đó một nữ tử tựa hồ có thân phận đột nhiên tiến lên vài bước Đi lên phía trước những người khác hướng về phía trước Nhìn cái bức tường đất rồi đột nhiên cười một tiếng Miệng mở rộng để lộ ra đầy răng nanh rất nhỏ phía trong Hơn nữa còn thè ra một cái lưỡi giống như lưỡi rắn Khuôn mặt nữ tử nguyên bản mi thanh một tú mềm mại lúc này chợt trở nên hết sức dữ tợn. Sự tương phản này làm cho những ai nhát gan mà lần đầu nhìn thấy cảnh này trực tiếp bị dọa cho ngất đi cũng không phải là không có khả năng. Hàng lập tuy rằng không đến mức kinh ngạc như thế, nhưng đồng dạng cũng hoảng sợ, khóe mắt rung rẩy một chút. Những người khác tự nhiên đều thấy được cảnh này. Cô gái sắc mặt âm trầm dị thường, còn đám hỏa dương tộc xà nhân còn lại đều lặng ngắt như tờ cả đám trong mắt đều lộ ra ý sợ hãi. Hừ, cho dù là ưu la tộc thì như thế nào, chẳng qua là một ít dư nghiệt mà thôi. Năm đó oa thị tộc chúng ta đã có thể đem bọn họ diệt trừ sạch sẽ, hiện tại chúng ta đồng dạng cũng có thể làm được thôi. Mặt khác, hai tộc kia sở dĩ bị diệt tộc là do bị chúng nó đánh lén mà thôi. Nếu đã có phòng bị thì bản tộc chẳng lẽ lại sợ hãi một ít tàn binh bại tướng này hay sao? Phụ nhân hừ lạnh một tiếng, tay áo bào hướng về phía thủy tinh cầu rung lên. Nhất thời hồng quang chợt lóe, ánh lửa bốn phía tinh cầu điều tắt cả tòa pháp trận đình chỉ vận hành tất cả hình ảnh ở trong nháy mắt cũng biến mất vô ảnh vô tung đám xà nhân áo bào trắng vừa nghe được lời này thì tinh thần chấn động đồng thời khom người xưng phải vẻ kinh sợ trên mắt bọn họ thoáng cái đã biến mất hơn phần nữa trở nên phấn chấn dị thường hàng lập nhìn thấy cảnh này thì thần sắc vừa động khóe miệng lộ ra một tia cười thâm ý sâu sắc vừa rồi phụ nhân nhìn như chỉ hừ nhẹ bình thường một chút nhưng kỳ thực đã sử dụng một loại bí thuật chi phối tinh thần nào đó. Bí thuật này tuy bí ẩn dị thường, đối với người đã tu luyện qua đại diễn quyết như Hàng Lập mà nói thì lại dễ dàng bị phát hiện ra. Nếu không, đám tế tự cấp thấp nào có thể dễ dàng bị ảnh hưởng mà phát ra chiến ý như thế. Nếu đã biết hành tung của địch nhân là tốt rồi, các người chia làm bốn đội, phân biệt đi đến bốn cửa thành đốc chiến. Nếu đụng độ với ô la tộc tế tự thì nhất định phải ngăn lại, nếu có kẻ nào dám lùi bước vào lúc này Thì lập tức lấy tộc quy trừng trị đương trường Phụ nhân đứng dậy Lạnh nhạt phân phối rồi nói Hai bên xà nhân liền nghiêm nghị đứng lên Sau đó dựa theo an bài Mà quay đầu chia làm bốn đội đi ra khỏi đại điện Trong nháy mắt Trong điện chỉ còn lại có phụ nhân Cô gái cùng với hàng lập và bốn gã xà nhân khác Bốn gã xà nhân này tuổi cũng không nhỏ Đều có tu vi kết đan sơ kỳ Xem như tồn tại Có tu vi gần với phụ nhân trong tộc Hàng lập thản nhiên đưa mắt nhìn quét qua bốn gã xà nhân này một cái, sau đó liền không thèm để ý đến nữa. Phụ nhân thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn hàng lập muốn nói cái gì đó. Nhưng ngay tại giờ phút này, bỗng nhiên tứ phía nổi lên tiếng nổ kinh thiên động địa, rồi âm thanh bạo liệt lập tức liên miên vang lên không dứt, mặt đất một lần nữa chấn động phát ra thanh âm ầm ầm. Đã bắt đầu công thành rồi. Sắc mặt phu nhân khẽ biến một chút, cười khổ một tiếng rồi nói. Sao vậy? Hỏa đạo hữu không dự định đi ra ngoài sao? Hàng lập trên mặt lộ ra một tia kỳ quái hỏi. Đi ra ngoài căn bản là không cần thiết. Nếu ta đoán không sai thì cao tầng cô la tộc sẽ chủ động tìm tới nơi này. Phụ nhân lắc đầu nói. Hơ? Có loại sự tình này sao? Hàng lập thực sự có chút ngoại ý muốn. Ồ à, thì bộ tộc chúng ta cùng ô la tộc sinh tử đại địch nên đối với tập tính của chúng nó cũng hiểu biết một chút. Tuy rằng ta đã đem tất cả cấm chế mở ra Nhưng hơn phần nữa là không thể ngăn chặn Được thần thông chân chính trong tộc này Bọn họ tối am hiểu Bí thuật ẩn nặc lẻn vào Nên khi đối địch bao giờ cũng hoan hỷ Trước tiên đem người có tu vi cao nhất Bên đối phương đánh chết Sau đó thông dông hành hạ đến chết Các đê dai của đối thủ khác Phụ nhân miễn cưỡng cười giải thích hai câu Ồ thì ra là như vậy sao Hàng lập sờ sờ cầm Lộ ra vẻ có chút suy nghĩ nhưng một lát sau thì kẻ cười một tiếng Nói một câu Làm cho sắc mặt phụ nhân lập tức đại biến Nói như vậy là Cái gì ẩn nấp ở bên cạnh đào hữu này Đều không phải là do người của hỏa đào hữu bố trí đến trợ giúp sao Vậy để ta thỉnh thắng đi ra vậy Cái gì Chúng nó đã đến đây sao Phụ nhân thất thanh đứng lên Nhưng nàng vừa dứt lời Thì hàng lập đột nhiên vung tay hướng tới phía một cây cục gỗ Phụ cận hư không đánh ra một trảo Nhất thời một cái bàn tay to Trong suốt từ hư không hiện ra nhằm hướng cây cột gỗ hung hăng chụp tới. Phúc một tiếng, bàn tay to chưa chụp trúng được gì, thì từ cây cột điện đã liền có một đạo hắc quang kích bắn ra. Sau khi chợt lóe ra xa hơn 20 trượng, thì linh mang chợt lóe, độn quang này liền hóa thành một gã ô la tộc nhân hiện ra. Phụ nhân cùng hỏa dương tộc nhân vừa thấy người ô la nhân này thì nhất thời kinh hãi đều làm ra tư thế đề phòng. Bàn tay của phụ nhân vừa lật chuyển thì trong tay liền có một thanh đoạn con màu đỏ đậm trông giống như là làm bằng đá bốn gã xà nhân áo bầu trắng khác nhau trong tay cũng nhoáng lên một cái trong tay đều xuất hiện một cái ngân trường nhận hàng quang lóng lánh giống như một con trắng bạc nhỏ đang lúc lắc cái đầu hai tay cô gái hạ xuống hoàng đại cung trên lưng không biết từ khi nào đã tới trong tay và một mũi bạch cốt tiễn cũng giật lóe lên tên đã lên cung ô la nhân bị hàng lập bước ra có làn da tím nhạt nhưng hai con mắt lại màu ngân chói mắt làm cho khuôn mặt trông có vài phần quỷ dị Mặt nó không chút thay đổi, nhìn chăm chăm vào Hàng Lập. Đối với hành động của đám phụ nhân thì căn bản là thờ ơ không thèm để ý. Trong miệng đột nhiên lạnh như băng nói. Khí tới của người không đúng, không phải là oa thị tộc, là thượng nhân của tộc nhân nào vậy? Có thể khám phá ra ứng nặc thuật của ta thì chỉ có thể là bạch nhãn tộc hay là thiên huyễn tộc thôi. Vị ô la nhân này hiển nhiên đã nhận sai Hàng Lập thành vị tộc nhân của hai bộ tộc của linh mục thần thông nổi tiếng trên lôi minh đại lục. Hàng Lập mỉm cười, chưa nói gì ngược lại ánh mắt lại hướng tới một góc tối ở trong đại điện đảo qua rồi một ngón tay lẳng lặng điểm tới một cái phóc suy một tiếng một thanh tiểu kiếm như tia chớp bắn ra chợt lóe một cái đã bay tới chỗ đó mà trảm xuống có một tiếng vang nhỏ rồi chỗ góc tối bỗng nhiên có một đạo ô mang bay ra cùng tiểu kiếm nhất thời đang vào nhau đồng thời một đạo âm ảnh từ từ bay ra làm màn trong mắt hàng lập chợt lóe lên thanh tiểu kiếm phía xa xa thanh quan đại phóng kiếm quang trong nháy mắt đem hắc mang chém nát rồi lập tức chợt lóe lên đã chém ngược về phía bóng đen mới xuất hiện tốc độ cực nhanh so với lúc trước còn nhanh hơn gấp bội bóng đen bị thanh quang tốc độ rất cao đánh tới nhưng kẻ này cũng thật là bất phàm thân hình khẽ uốn éo một cái đã liền hóa thành một cây hắc ti đen bắn ra ngoài chỉ chớp lên một cái hắc ti đã hiện ra ngoài mười trượng nhưng làm cho người ta giật mình chính là tiểu kiếm cũng nhoáng lên một cái đồng dạng hóa thành một cây thanh ti màu chóng đuổi theo. Hắc ti nguyên bản muốn dừng lại, nhưng thấy thanh ti chợt lóe lên đã bay đến trước mặt mình thì cả kinh lại bắn ra xa. Trong phút chốc, cả đại điện liên tục vang lên tiếng suy suy. Một thanh một hắc, hai đạo quan ti, một trước một sau như ẩn như hiện, không ngừng truy đuổi nhau trên không trung của đại điện. Chỉ thấy một khắc trước, lưỡng đạo quan tia còn đang ở bên cạnh đại điện này, thì ngay sau đó đã thấy quỷ dị hiện ra một chỗ khác ở trong góc đại điện, Hai người đụng tóc cực nhanh, chỉ thấy mọi người trong đại điện đều trợn mắt há hốc mồm. Bỗng nhiên hắc ti phía trước hơi chậm lại, nhưng sau đó lại hóa thành bảy tám đạo quan ti độc nhất vô nhị, chợt lóe lên đồng thời bắn về bốn phương tám hướng. Thế vậy hàng lập khẽ nhướng mày, khẽ vung một tay đem thanh ti quay về. Sau một cái chớp động thì một lần nữa hóa thành thanh tiểu kiếm thu vào trong thân thể. Thủy chung từ đầu tới cuối, trên mặt của hàng lập vẻ mặt đều thông dong dị thường, giống như là phủi bụi mà thôi. Mấy đạo hắc ti kia sau khi phân công nhau bắn đi, trên không trung đại điện xoay quanh một cái rồi một lần nữa tụ lại hóa thành một cây. Sau đó u mang chợt lóe lên, hiện ra một gã ô la nhân con mắt màu đạm kim. Nàng này hung tợn nhìn chầm chầm vào hàng lập, vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ. Vừa thấy nữ nhân mắt màu đạm kim này thì phụ nhân thân hình rung lên. Kim ngân sông đồng, quả nhiên là dư nghĩa của ô la dương tộc. Đại tế ti của lưỡng tộc cũng là do các ngươi động thủ đánh chết. Nói xong lời này, nàng nhìn chăm chăm vào ô la nhân mới xuất hiện, trên mặt tràn đầy biểu tình khó có thể tin. <laughs> người thật là có chút nhãn lực đó, nhưng nếu chúng ta tự mình ra tay, thì vận mệnh của bộ tộc các ngươi nhất định sẽ kết thúc. Ô la nhân ánh mắt màu kim đồng thoáng nhìn, trong miệng phát ra âm thanh sắc nhọn. Lúc này tên ô la nhân xuất hiện trước kia thân hình nhoáng lên một cái, phản phất như quỷ mị biến mất. Ngay sau đó lại hiện ra bên cạnh ô la nhân mắt màu kim đồng, sống vai đứng cùng nhau, Hàng Lập nhìn thấy nhị nữ thì hai mắt hiếp lại một chút. Hai ô la nhân này trên người có một tầng linh quan quỷ dị bao phủ. Lấy thần niệm cường đại của hắn mà cũng vô pháp trực tiếp nhìn thấu tu vi sâu cạn của đối phương. Xem ra đối phương khẳng định có dị bảo hộ thân, nhưng không biết là cái loại bảo vật nào. Trong lòng cân nhắc như thế nên Hàng Lập không có ý tứ lập tức ra tay. Phụ nhân đứng một bên ánh mắt chớp động vài cái, chưa kịp nói cái gì thì thiếu nữ đứng bên cạnh đột nhiên dương cái hoàng đại cung trong tay lên mà kéo, Cúc tiễn trong tay buông lỏng ra Phốc suy một tiếng Một đạo hoàng bạch lưỡng quan bắn vọt ra Rồi lập tức rung lên Nhất thời đầy trời đều là tên vàng Nhắm vào hai tên ô la nhân đối diện bắn tới Theo suy nghĩ của Châu Nhi Dù sao trận chiến này khẳng định là không thể tránh khỏi Nên tự nhiên là không cần nói cái gì vô nghĩa Phải tiên hạ thủ vi cường Thấy vậy phụ nhân đầu tiên là cả kinh Rồi lập tức cắn răng một cái Đầm lao thì phải theo lao Hồng đoạn côn trong tay vừa động liên hóa thành một con hỏa dao đỏ đậm rời tay bắn ra. Những xà nhân áo bầu trắng khác ở tứ phía thấy vậy thì nhìn nhau liếc mắt một cái. Ngân trường nhận trong tay cùng huy động phát ra từng đạo ngân ánh, hùng hổ chém thẳng ra ngoài. Trong lúc nhất thời, mấy người hỏa dương tộc liên thủ khởi xướng công kích. Các loại linh quan đang vào nhau, giống như trong nháy mắt có thể đem hai gã ô la nhân bao phủ bên trong. Dù thân ở trong thế công cuồng mảnh như thế nhưng hai nữ nhân ô la lại bỗng nhiên nâng một tay lên rồi một đoàn điểu mang bạo phát ra chúng nó lập tức hóa thành hai luồng hắc quang vựng quay tròn nhanh trước người nhị nữ tiếng gầm rú nổi lên các loạt công kích chợt đánh tới phụ cận vầng sáng các loại quang đoàn màu sắc khác nhau cùng nhau bạo liệt thành thế cực kỳ kinh người tựa hồ như ngay sau đó đã đem hai luồng hắc quang vựng xé rách dập nát nhưng vào lúc này phía trong hắc quan vận chợt toát ra quan mang kim ngân thâm thúy kỳ lạ tùy theo đó hai quần sáng nọ cuồng trướng khuếch tán ra rồi lại hóa là một một phiến hắc quan đường kính mấy trượng hiện ra chỗ trung tâm của phiến hắc quan này có một quan mang kim ngân kỳ lạ đang vào nhau mà chớp động liên tục vô luận là vô số tiễn thỉ hay là đạo mang của bốn gã xà nhân tế tự mà thậm chí ngay cả hỏa dao do bảo vật trong tay phụ nhân biến thành đều bị hút vào trong đó không thấy bóng dáng Đòn công kích liên thủ này thành thế thật là lớn, nhưng lại giống như phù dung sớm nở tối tàn. Chỉ thấy dưới bóng hắc quang có hai cái thân ảnh đứng yên bất động, cùng bốn đạo nhãn thần lạnh như băng. Thuyền linh tà quang, các người dĩ nhiên đã tu luyện thành công cái thần thông này." Hỏa viên tộc nhân trong điện thấy cảnh này, thì trong lòng đều trầm xuống, mọi công kích trong tay bỗng nhiên ngừng lại. Phụ nhân thì trong miệng lại chua xót thì thào một câu: nhưng Kim Ngân song đồng Âu La Nhân đứng đối diện Vào lúc này thì thân hình vừa động Hai tay bỗng nhiên đều động Một tay vừa nhất Vương một ngón tay nhắm ra xa xa điểm một cái Mục tiêu đúng là hai người phụ nhân và thiếu nữ Chỉ thấy hắc quan vượng rung lên Rồi hai đạo Kim Ngân tế ti chợt lóe lên kích bắn ra Màu tránh ra không nên đón đỡ Phụ nhân kinh hải vội vàng cảnh báo Châu Nhi Đồng thời bên ngoài thân thể bạch quan chợt lóe Lập tức hóa thành một đạo bạch quan bay đi tránh né thiếu nữ đồng dạng trong lòng trùng mình nhưng tu vi của nàng chỉ có kim đan kỳ muốn phi độn thoát ra thì có chút không còn kịp nữa một đạo kim ngân tế ti giống như thuấn di thoáng một cái hiện ra trước mặt nàng rơi vào đường cùng lúc này hai tay nàng chỉ có thể vội vàng hành động một cây cốt tiễn quỷ dị đã hiện ra trên hoàng đại cung một tay đột nhiên lôi kéo rồi buông ra Châu. một tiếng tiễn rời cung cực lớn truyền ra hoàng bạch linh quang đại phóng cốt tiễn ra khỏi cung đã lập tức hóa thành một đạo cột sáng to cỡ cánh tay, điên cuồng phun ra, vừa lúc đón nhận cái kim ngân tế ti đã đến trước người. Hai cái này thanh thế rất lớn, nhưng lúc tiếp xúc lại hoàn toàn vô thanh vô tức. Tiếp theo cũng chỉ thấy cái cột sáng màu hoàng bạch linh quang chợt ngưng lại, rồi liền quỷ dị bắn quay ngược trở về. Cho dù thiếu nữ phản ứng cực nhanh, nhưng trong khoảng cách gần như thế mà công kích phát ra lại bất khả tư nghị bắn ngược trở về, nên căn bản là không kịp phòng ngự cái gì cả trong miệng chỉ có thể hét lên một tiếng kinh hãi, đại cung cầm trong tay theo bản năng nâng lên chặn ở trước người. Một tiếng vừa rồi có bao nhiêu uy lực thì nàng rất rõ, nên không hề hoài nghi, nếu bị trúng một kích phản vệ này thì ngay cả thân thể lẫn nguyên thần đều lập tức biến thành hư ảo. Nàng trong tay thậm chí còn nghe được phụ nhân phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ngay sau đó, nàng cảm thấy lòng bàn tay chấn động, đại cung một chút đã bị cục sáng đánh bay ra ngoài. Nhất thời cổ nhiệt nóng rực trong nháy mắt đem toàn bộ thân thể bao lại, làm cho Châu Nhi vô kế khả thi, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Ngay trong nháy mắt này, đột nhiên có người đưa tay nhẹ nhàng túm lấy cổ áo của thiếu nữ. Thiếu nữ nhất thời được bao bọc ở trong một mảnh thanh quang rồi biến mất không thấy bóng dáng. Lúc này âm thanh của một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra. Thiếu nữ cả kinh, hai mắt mở ra thì lại phát hiện ra chính mình đã đứng cách đó hơn 10 trượng cục sáng vừa rồi đã xuyên thủng vị trí của nàng đứng lúc trước thừa thế còn bắn vào đại điện đánh nổ vách tường phụ cận kết quả cuối cùng là sau khi va chạm với ngũ sắc quan hà trên cấm chế thì bộc phát ra một đoàn linh quan chói mắt rồi sau đó biến thành hư ảo bất quá kim ngân tế ti đi sát theo sau cục sáng đang đánh tới vách tường thì bỗng nhiên lại biến đổi phương hướng mà kích bắn tới trước người thiếu nữ thiếu nữ hét lên một tiếng kinh hãi nhưng không chờ cho nàng kịp có hành động gì Thì đã cảm thấy chỗ cổ áo căng lên Chỉ thấy mơ hồ một chút Rồi lại thấy bản thân mình lại một lần nữa thuấn di Đến một địa phương khác phụ cận Thiếu nữ lúc này mới tỉnh ngộ Vội vàng quay đầu lại Chỉ thấy phía sau nàng có một người Một tay chắp ở sau lưng Một tay thì tùy ý dị thường nắm lấy cổ áo của nàng Thân sắc đạm mạc dị thường Không phải là hàng lộc thì còn là người nào nữa chứ Ở xa xa Kim Ngân Tế Ti sau khi một lần nữa thất bại thì chợt lóe lên, không ngờ lại tiếp tục kích bắn đến. Tựa hồ không đánh chết thiếu nữ thì quyết không bỏ qua. Ở một nơi khác ở trong đại điện, một đạo Kim Ngân Tế Ti khác đồng dạng đang truy đuổi theo phụ nhân bay tán loạn khắp nơi. Mà phụ nhân dù sao cũng có tu vi nguyên anh, dưới tình huống toàn lực phi động, hơn nữa còn được bốn gã xà nhân mặc áo bầu trắng đem ngân mang trong tay nhắm tới Kim Ngân Tế Ti điên cuồng cản trở, nên nhất thời có thể miễn cưỡng tự bảo vệ được mình. Có thể phản lại công kích hả? Cái này thật có chút ý tứ đó nha. À. Hàng lập thì thào nói một câu, nhưng tay áo bào rung lên. Một mảnh hào quang màu xám nhất thời hiện ra trước người Châu Nhi. Nhưng cái kim ngân tế tì này sau khi chui vào trong đó thì chỉ nhoáng lên một chút, liền dường như không bị ngăn cản, lại xuyên thủng mà ra. Bộ dáng không bị nguyên từ thần quang khắc chế. Châu Nhi vừa thấy cảnh này thì sắc mặt trắng bệch Nhưng phanh một tiếng, một tầng ngũ sắc quan diễm lại hiện ra đem kim ngân tế ti thu vào trong đó tế ti nguyên bản đụng tốc kỳ khoái vô cùng vừa tiến vào trong quan diễm thì lại giống như là cá lọt lưới lập tức trở nên chậm chạp vô lực hằng lập khóe miệng nhếch lên không khỏi lộ ra một vẻ mỉm cười nhưng ngay sau đó vẻ tươi cười của hắn lại như động lại bởi vì trên thân kim ngân tế ti đột nhiên xuất hiện quan mang kỳ lạ đại phóng sau đó lập tức khôi phục lại sự linh hoạt ban đầu chợt lóe lên một cái đã chạy thoát ra khỏi ngũ sắc quan diễm rồi lại tiếp tục đánh tới trước người thiếu nữ kinh biến như thế làm cho châu nhi thường sắc mới hòa hoãn trong lòng lại phát lạnh nghĩ lần này thực sự tuyệt sẽ không may mắn tránh thoát được nhưng biến hóa kế tiếp lại làm cho nàng trợn mắt há hốc mồm đạo tế ti này không có chút dấu hiệu nào nhoáng lên một cái đã lại quỷ dị tiêu thất trước người đồng thời ngay sau đó khoảng không gian sau lưng hàng lập chợt dao động Kim Ngân Tế Tì lóe lên, chui ra kích bắn đến. Biến hóa này cực kỳ nhanh, giống như điện quang đá lửa. Trên mặt hàng lập vẻ ngạc nhiên chợt lóe lên, nhưng cũng không thèm tránh né chút nào. Chỉ trong nháy mắt, hàng mang chợt lóe và há miệng ra. <laughs> một đoàn ngân hỏa cầu chợt phun ra, sau khi lóe lên thì cùng Kim Ngân Tế Tì va và chạm vào nhau. Lại một màn làm cho người ta giật mình xuất hiện Kim Ngân Tế Ti ngay cả nguyên từ thần quang và ngũ sắc hàng diễm đều không thể vây khốn được. Lúc này lại đang bị Ngân Diễm bao vây lấy, liền giống như gặp phải cắt tinh. Chỉ thấy kêu lên ép ép một tiếng rồi thu nhỏ lại cỡ quả trứng gà. Mà Ngân sắc hỏa cầu sau khi thiêu đốt Tế Ti một chút thì lại biến hình, biến ảo thành một con chim nhỏ màu ngân sắc. Lúc này bằng mắt thường có thể thấy bên trong cái quang cầu Kim Ngân Tế Ti đang tan ra với tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt đã biến mất vô ảnh vô tung ngân sát hỏa điểu lập tức mở hai cái cánh ra phát ra một tiếng thanh minh đắc ý rồi bỗng nhiên thân hình chợt lóe lên biến mất một cách quỷ mị mà tiếp theo tại một góc khác ở trong đại điện đạo kim ngân tế ti đang đuổi theo phụ nhân khiến cho nàng ta chật vật không chịu nổi kia phía trước ngân quang chợt lóe lên rồi hỏa điểu không một tiếng động chui ra thoáng cái há miệng đã đem tế ti trốn tránh không kịp toàn bộ nuốt vào trong bụng một tiếng nổ nhỏ vang lên thân hình của ngân sắc hỏa điểu ngay tại chỗ bạo liệt rồi hóa thành nhiều điểm ngân quang mà tiêu thất lúc này hàng lập mới tựa như cười mà không cười xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía hai gã ô la nhân phía xa xa tình hình giao thủ vừa rồi thoạt nhìn như phức tạp dị thường nhưng kỳ thực cũng bất quá chỉ trải qua mấy cái hô hấp mà thôi đám người phụ nhân đều không khỏi lộ ra vẻ may mắn như tìm được đường sống trong chỗ chết lúc này các nàng mới rốt cuộc mới hiểu được vì sao lưỡng tộc cao tầng lại dễ dàng bị giết chết như thế đừng nói là lưỡng tộc đại tế ti kia thần thông không bằng phụ nhân được ăn luyện tiên quả mà cho dù tu vi có cao hơn phụ nhân mấy bậc thì cũng quyết không thể ngăn cản được một kích của tuyền linh tào quan này hàng lập dĩ nhiên ngoài ý muốn có thần thông có thể khắc chế được cái tào quan này điều này làm cho các nàng cảm thấy mừng rỡ cảm thấy may mắn thực rõ ràng hai gã ô la tộc nhân này cũng không phải là kẻ mấy người các nàng có thể ngăn cản được toàn bộ phải trông cậy vào vị hàng tiên sinh mới đến này nghĩ đến đây phụ nhân không lưỡng lự lên tiếng nhắc nhở hàng từ bối nên cẩn thận một chút đó linh tuyền tào quan kia chẳng những có thể hất ngược công kích lại khắc chế phần lớn các loại thần thông cấm chế hơn nữa còn kỳ độc vô cùng một khi bị bắn trúng là lập tức lan ra toàn bộ thân thể căn bản không thể khu trừ nằm đó không ít tộc nhân thần thông bản tộc đều đã chết thảm với cái thứ tào quan này phụ nhân có vẻ thực sự lo lắng ngân sát hỏa điểu kia sau khi từ trong cơ thể hàng lập bay ra hấp thu linh tuyền tạo quang thì về sau không biết có lưu lại di chứng gì hay không kỳ đốc hàng lập thần sắc vừa động thực sự có chút ngoài ý muốn bất quá phệ linh thiên hỏa nếu có thể cắn nuốt cái gọi là linh tuyền tạo quang này thì tự nhiên là cũng đã sớm đem chất độc này tiêu hủy đi có thể nào tổn thương đến hắn mảy may được đương nhiên là về uy năng của phệ linh thiên hỏa hàng lập tự nhiên sẽ không tùy tiện nói thêm cái gì chỉ nhìn nàng gật đầu tỏ vẻ đã biết Ánh mắt của hắn đang nhìn hai gã ô la nhân đối diện lúc này cũng không có dời đi. Người dĩ nhiên dám cắn nút linh tuyền đạo quan. Trong đám hát quan, Hàng Lập không thể nhìn ra biểu tình trên mặt của hai gã ô la vương tộc, nhưng thấy trong ngữ khí của đối phương truyền ra tràn ngập sự cực kỳ kinh ngạc. <laughs> hai loại thần thông này của các ngươi cũng thật là có chút quy lực đó nha. Đáng tiếc là các ngươi chưa tu luyện đến nơi, nếu không cho dù là ta linh hoạt tới mấy cũng không nhất định có thể dễ dàng khắc chế như vậy đâu. Thôi được rồi, xem ra lần này tới thực sự cũng chỉ có hai người các ngươi thôi, nên sớm đem các ngươi đuổi đi. Ta còn muốn trở về tỉnh dưỡng cái đã. Hàng lập cười khẽ một tiếng, khẩu khí dĩ nhiên một bộ căn bản không đem hai người đối diện để vào trong mắt. Nói xong thì thân hình nhoán lên một cái, cứ như vậy mà trực tiếp bước nhanh tới. Hàng lập bước thì nhìn như là thông dông, nhưng mỗi bước đi lại kéo dài đến mấy trượng. Chỉ thấy chớp lên mấy cái thì đã cách hai gã ô la vương tộc bất quá hơn 20 trượng. Mà cùng lúc đó trên người hàng lập kim quang đại phóng một tầng lân giáp kim sắc quỷ dị hiện lên đồng thời trên đỉnh đầu cũng có một vòng kim quang vựng từ từ trồi lên mà trong trung tâm vận sáng này rõ ràng có một cái kim sắc pháp tướng ba đầu sáu tay ngồi xếp bằng trong ba khuôn mặt của pháp tướng thì có hai cái rõ ràng dị thường giống hệt như khuôn mặt của hàng lập mà thân hình pháp tướng tỏa được kim sắc chói mắt cũng sắp xỉ thân thể bình thường vừa thấy hàng lập hiển lộ ra dị dạng như vậy không riêng phụ nhân cùng hỏa dương tộc mà ngay cả hai gã u la vương tộc kia cũng cảm thấy hoảng sợ cơ hồ một chút chần chờ cũng không có trong phiến hắc quang vượng kia có âm thanh vù vù nổi lên đột nhiên toàn thân rung lên biểu hình vặn vẹo rồi chợt lóe lên hóa thành một cái hắc cự nhận dài chừng bảy tấm trượng nghênh đón phía trước hàng lập hung hãn trảm xuống cự nhân toàn thân tối đen như mực bên trong có một đạo kim ngân quan hồ chớp động không thôi có vẻ thần bí vạn phần hàng lập nhìn thấy cảnh này thì nhíu mắt lại một cánh tay vừa nhất hướng ra phía xa xa chợp ra một trảo trên đỉnh đầu màu vàng pháp tướng bỗng nhiên trợn tròn bốn mắt sáu cái cánh tay vung lên đồng dạng cũng như đang ôm đờm cái gì đó bộ dáng của động tác này giống hệt hàng lập phía dưới một tiếng nổ vang lên một cái bàn tay to màu vàng thể tích không thua gì cự nhận hiện lên phía dưới cự nhận rồi nâng lên trên hai cái va chạm với nhau kim quang trong hắc mang điên cuồng lóe lên một trận nhưng bàn tay to màu vàng lại không chút sức mẻ cự nhận cứ như thế bị chặn ở giữa không trung hai gã ô la nhân đối diện thế cảnh này thì đều cả kinh nhưng cái gã kim đồng ô la nhân hai tay liền bấm thần chú thân thể trong nháy mắt cuộn trướng lên to lớn gấp mấy lần đồng thời sau đuôi kim quang chợt lóe huyễn hóa ra một cái vĩ câu thật lớn ánh vàng rực rỡ vừa động một cái đã giống như tia chớp chạy nhanh tới chỗ hàng lập Ngân đồng ô La Nhân đứng sống vai cùng nàng kia lại há mầm, sắc mặt dữ tợn, trong ít hầu phát ra tiếng hét nhẹ giống như thú gầm. Tiếp theo, trên đỉnh đầu nàng ta hiện lên một mảng sương mù màu trắng. Trong sương mù thấp thoáng có ngân quang chớp động, rồi hiện ra hư ảnh của một con rết mặt người thật lớn. Chỉ thấy ngân quang chợt lóe lên, hư ảnh dĩ nhiên hóa thành một đạo ngân mang lao thẳng tới hàng lập. Chưa đến gần, mà con rết mặt người này đã há to miệng phun ra một mảnh màu bạc quang hà phủ xuống, Đối mặt với một kích liên thủ của hai gã ô la vương tộc, vẻ mặt của Hàng Lập vẫn không chút thay đổi. Nhưng một ống tay áo bào của hắn rung lên, nhất thời hơn 10 khẩu thanh sắc tiểu kiếm bắn ra, thoáng một cái đã hóa thành một mảnh thanh sắc kiếm quang nhằm hướng về phía màu vàng cự câu. Chỉ thấy kim câu kêu lên vù vù, mặt ngoài bỗng nhiên hiện ra vô số ký hiệu, tựa hồ chuẩn bị thi triển ra uy năng gì đó. Nhưng ngay sau đó thanh quang chợt lóe lên, vô số thanh ti chụp xuống kim cầu nhất thời gào thét một tiếng rồi lập tức bị chém thành vô số khối nhỏ rơi xuống phía dưới khiến cho tên kim đồng ô la nhân kia kinh hãi cùng lúc đó đối phó với con rết mặt người kia hàng lập vừa nhấc tay nằm ngón tay mở ra bàn tay trở nên tối đen như mực nằm ngón tay hơi hơi vừa động trước người hàng lập lập tức hiện lên một quần sáng màu xám đem con rết mặt người đang phun ra ngân hạ ép xuống dưới tiếp theo quần sáng mờ mờ trong lòng bàn tay hắn chợt lóe lên rồi một tòa tiểu sơn đen tuyền quỷ dị hiện lên Hàng lập nhìn con rết mặt người đã tới phụ cận tùy ý lực bàn tay Một màn kinh người xuất hiện Tiểu sơn trong lòng bàn tay Trong nháy mắt nhón lên một cái rồi biến mất không thấy Ngay sau đó không gian phía trên con rết mặt người xáo động Tiểu sơn lại hiện ra trong một phiến quang hoa màu xám Nhưng giờ phút này Sau khi hắc sắc tiểu sơn hiện lên Thì bên ngoài lại có một trận ô mang lưu chuyển Thể tích trong nháy mắt cuồng trướng gấp trăm lần biến thành một ngọn núi màu đen cao vài chục trượng ngọn núi này hơi cử động đã bám chặt vào lưng con rết mặt người hư ảnh con rết mặt người đầu tiên hiện ra biểu tình cực kỳ thống khổ đồng thời trong miệng phát ra một trận âm thanh tê tê quái dị thân hình bị cự lực đè mà rơi thẳng từ trên không trung xuống ngân đồng âu Long là nhân phía sau thấy vậy thì cả kinh hai tay cuốn quít biến hóa pháp quyết giống như bánh xe nhưng trên gương mặt thanh tú lại hiện ra một cái ngân văn trông có vẻ dữ tận dị thường tiếp theo nàng há cái mồm phun ra một ngụm máu huyết màu bạc nhạt ngụm máu huyết này vừa ra khỏi miệng thì liền phanh một tiếng hóa thành từng cái ký hiệu hình vòng xuyến màu bạc sau khi chợt lóe lên thì lướt qua nhập vào trong thân thể con rết phía xa xa không thấy bóng dáng phía xa xa con rết mặt người giống như được tăng thêm uy năng gấp bội thân hình đang đau đớn dưới tiểu sơn lúc này chợt phát ra ngân quang sáng ngời Dĩ nhiên có thể dưới sự đè nén của hắc sắc tiểu sơn mà trung đùi đắc ý đứng lên. Thậm chí nửa thân mình dưới đem tiểu sơn gắt gao cuộn lấy, bộ dáng như muốn đem tiểu sơn này trở thành vật của mình. Nhìn thấy tình hình này, trên mặt hàng lập hiện lên một tia thần sắc kỳ quái, rồi bàn tay tối đen hướng về phía tiểu sơn xa xa, đồng thời trong miệng nhẹ phát ra một câu. Trọng! Hắc sắc tiểu sơn rung lên, bên ngoài đột nhiên thả ra một mảnh quang mang kỳ lạ màu xám trắng, Mặc dù hình thể không thấy có biến hóa gì, nhưng sức nặng một chút đã tăng vọt lên hơn 10 lần có thừa. Con rết mặt người nguyên bản cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ được, thì lúc này lại không có chút lực ngăn cản nào. Thân thể giống như lưu tinh từ trên cao mà nhanh chóng rớt xuống. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, cả đại điện đều chớp lên một trận kịch liệt. Hắc sát tiểu sơn đã đem con rết mặt người đập lên trên mặt đất. Trong vòng 30 trượng xung quanh, mặt đất bỗng sụt xuống hơn trượng để lộ ra một cái hố to kinh người. Mà hát sát tiểu sơn lúc này đang vững vàng nằm ở trung tâm cái hố to. Phía dưới còn rết mặt người sau khi gào thét một tiếng thì liền biến thành nhiều điểm ngân quang tán loạn tiêu thất. Nguyên tự thần sơn sau khi được hàng lập dung nhập với cái thạch đông cổ quái kia thì trọng lượng của nó đủ để có thể so với vạn trượng cự sơn chân chính. Do đó con rết kia sao có thể thừa nhận được. Mà ngay lúc hư ảnh của con rết bị diệt thì trong nháy mắt ngân đồng ô la nhân ở xa xa sắc mặt trắng bệt há miệng phun ra một ngụm máu tươi nhưng lúc này đây máu tươi không phải là màu đạm bạc mà có màu hắc hồng dị thường hết thể việc này cũng bất quá xảy ra trong mấy cái hô hấp một tên ô la nhân khác bởi vì chính mình biến thành màu vàng cự câu bị phi kiếm của hàng lập dễ dàng trảm nát mà có chút sợ rung lúc này vừa thấy đồng bạn đã bị thương không nhẹ thì sắc mặt bỗng nhiên biến đổi thân hình bỗng nhoáng lên một cái vọt đến phía sau ngân đồng ô nhân đưa một bàn tay vỗ vào sau lưng hắn. Ngân đồng Âu la nhân sau khi trên người ánh kim ngân đại phóng thì khí sắc có vẻ tốt lên rất nhiều. Hàng lập lại hừ lạnh một tiếng, hướng lên hơn 10 khẩu thanh sắc tiểu kiếm không trung phất tay một cái. Tất cả phi kiếm rung lên, phá không kích bắn ra, tạo ra vô số cái đạo thanh ti bắn đi. Hai gã Âu la nhân thấy vậy thì trên mặt suốt cuộc hiện ra thần sắc kinh sợ. Sau khi liếc mắt nhìn nhau một cái thì đột nhiên đồng thời vung hai cánh tay lên hai vận sáng màu đen quay tròn hiện lên đem thân hình hai người bao bọc lấy trong nháy mắt công phu này hơn 10 đạo thanh ti mang theo âm thanh suy suy bắn lên trên vận sáng màu đen hàng lập thấy cái cảnh này thì trên mặt lệ sắc chợt lóe lên trong lòng không chút do dự thúc giục kiếm quyết thanh ti sau khi rung lên thì hóa thành một khẩu thanh sắc phi kiếm dài chừng một thước nhưng sau khi theo kiếm quang chợt lóe lên thì tất cả đều trở nên cực kỳ ảm đạm giống như là tồn tại thành từng đạo hư ảnh đây đúng là hàng lập sau khi tinh luyện phi kiếm mà có được thần thông kiếm linh hóa hư Mà kiếm ảnh nọ sau khi bay quanh vần sáng màu đen Thì liền giống như có tiếng nổ kích bắn xuống Bóng kiếm ảm đạm vừa tiếp xúc với cái vần sáng màu đen Thì thanh quan chợt lóe lên nhưng lại vô thanh vô tức xuyên thủng mà qua Vần sáng màu đen dĩ nhiên giống như không có tồn tại nữa Bộ dáng như không thể ngăn cản Hai gã ô la nhân phía dưới hiển nhiên không nghĩ tới Sẽ có cái loại sự tình bất khả tư nghị này phát sinh mắt thấy bóng kiếm đã đến gần thân hai người hoảng sợ vội vàng động thân phân biệt hóa thành lưỡng đạo hắc tuyến kích bắn mà ra bỏ trốn mất dạng nhưng khoảng cách gần như thế mà tốc độ công kích của bóng kiếm này lại nhanh như vậy hiển nhiên muốn đi cũng đã muộn chỉ thấy vô số bóng kiếm đang vào nhau xuyên tới đồng thời có hai tiếng kêu thảm thiết truyền ra thân hình hai gã ô la nhân này liền bị xuyên thủng nát bấy xa xa thấy hết thể cảnh này phụ nhân châu nhi cùng hỏa dương tộc nhất thời trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên nhưng trong mắt hàng lập Làm mang chợt lóe thân hình đột nhiên nhoáng lên một cái người liền lập tức mang theo một chuỗi tàn ảnh hiện ra bên cạnh tàn thi của hai gã đưa tay tìm tôi đồng thời nhắm hướng phụ cận giống như tia chớp hư không phát ra một trảo có hai tiếng phốc suy trầm đục phát ra trên hai bàn tay đột nhiên bộc phát ra một tầng màu bạc ngọn lửa trong năm ngón tay đã xuất hiện hai luồng kim ngân quang mang chợt lóe lên rồi liền bị ngọn lửa hung hăng bao vây trong đó đúng là một con rết màu vàng và một con rết màu bạc hai con rết này chỉ dài có một tấc nhưng trên đầu đều có gương mặt của nữ nhân dung mạo rõ ràng là bộ dáng của hai gã ô la nhân lúc trước hai con rết nằm trong sự bao vây của ngọn lửa màu bạc trong miệng chi chi kêu lên thất thanh trên mặt cũng đều hiện ra biểu tình kinh sợ phải biết rằng hào quang màu bạc phát ra bên ngoài hai người đúng là linh tuyền tà quang kia nếu đổi lại là cái loại cấm chế khác thì chỉ sợ sớm đã phá vỡ mà đào tẩu được nhưng lại bị hàng lập cố tình dùng phệ linh thiên hỏa là khắc tinh vây khốn nên một chốc đã thành cá trong lưới hàng lập cũng căn bản không có ý tứ thả nguyên thần của hai gã ô lăng nhân này nên liền đem hai đoàn hỏa diễm màu bạc trên tay hợp lại rồi tùy ý chà sát hai con rết ở trong hỏa diễm màu bạc sau khi hỏa diễm chà sát thì thu nhỏ lại sau một lát công phu thì ánh bạc trở nên ảm đạm bản thể của hai con rết vừa tiếp xúc với ngọn lửa màu bạc thì lập tức hóa thành hai cổ khối xanh tiêu tán Đến lúc này mới tính là Hàng Lập đã hoàn toàn giết chết hai cái gã ô la tộc vương này. Bớt quá hắn cũng thực sự là không để ý nhiều đến việc này. Bởi vì mới vừa rồi trong lúc giao thủ, hai gã ô lan nhân này tu vi nhiều lắm chỉ có hóa thần sơ kỳ. Nếu không phải linh tuyền tào quang kia có chút cổ quái mà nói thì sớm đã bị hắn trong nháy mắt diệt sát rồi. Bớt quá Hàng Lập lại để ý đến việc là không thể trực tiếp dùng thần niệm tra xét tu vi của hai người này. Ánh mắt vừa chuyển bỗng nhiên rơi xuống trên hai cái tạng thi kia một tay đưa ra hai cái tạng thi bay lên không hướng về phía hắn từ từ bay tới hai mắt hàn lập hiếp lại la mang chớp động cẩn thận điều tra một lần nữa chỉ một chốc hai mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời đưa tay phất một cái có hai tiếng su su truyền đến rồi hai cái khăn màu xám từ trên hai người này bắn ra rơi xuống trong tay của hàn lập hàn lập cúi đầu nhìn vào thân sắc bỗng nhiên vừa động bàn tay lập tức lật chuyển hai cái khăn biến mất không thấy bóng dáng Đa tạ hàng huynh ra tay tương trợ Ân cứu mạng này Nhiều thế hệ của hải dân tộc chúng ta nhất định sẽ không quên Lúc này phụ nhân mang theo thú nữ Kinh hỉ đi tới Không thể che giấu được hỉ sắc rồi nói Về phần hàng lập vừa rồi Lấy đi hai cái khăn đen thì căn bản là không đề cập tới một câu Giờ phút này nàng mới chính thức biết được là Thần thông của hàng lập còn lớn hơn dự đoán Còn muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần Nên trong lòng vừa cảm kích vạn phần Đồng thời cũng kính sợ dị thường Châu Nhi vừa rồi thấy hàng lập đại triển thần thông Đối mặt đã đem thủ phạm diệt tộc Mà các nàng cho rằng không thể ngăn cản Dễ dàng triệt sát Thì trong lòng hoảng sợ Nàng tuy thận trọng không có nói cái gì Nhưng trong ánh mắt nhìn về phía hàng lập Thì đồng dạng thêm phần kính cẩn Về phần cái đám tế tự xà nhân kia cũng súng lại Thần tình tươi cười Một bộ rất là cung kính <laughs> Đây chỉ là việc nhỏ thôi Dù sao lần này đã ra tay á Thì cái đám ô la nhân còn lại bên ngoài kia Ta cũng sẽ giúp các người đuổi đi vậy Ánh mắt của Hàng Lập sau khi đảo qua trên người mấy người nọ thì lại khẽ cười một tiếng rồi nói. Nghe Hàng Lập nói vậy, đám người phụ nhân tự nhiên là quá đổi vui mừng, trong miệng liên thanh cảm ơn. Hết tập 266. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.